Miễn xua bốc mai bóng phá hôn ngay nắng nhóm tập bẹt từ Eco Pua nhóm từ ngôn nó ắt đắng ắt đắng thắc lối anh từ ngôn tâm tạt đắng đi chỉ pi khai bay ngay nè pi khai bay ngay ấy ắt đắng à lời từ Eco Pua vậy dân miền ắt đắng chứ dân chọn đắng dân từ Eco Pua mơ bóng phá hôn hay ở tại Eco Pua hói liệt tới chạy mà nói mà khổ xa lứ xưa bố đó kia bà không tiếc đâu bố tê bà cái này từ chạy nào ấy bà chun phải gì không thể cô bố bố mà cứ miền tầm đằng thầm mây bà cứ miền thầy bố bà này này chúng sẽ không thả được bán con sợi để cho bố anh nhóm bán con phó pin này ấy bà xong rồi bán xây vào đó mà bảo hồn lực bốn miền đá tại ớt nơi bố mà ớt nơi bà hay lực năng sẽ không thả ớt bà bên bà nhà hải để cho hay dân chanh bị chạy nói chanh bị Eco bình định ở thầy bố nhóm chiên tôi chạy nói lúc dây mà nẹ bà đại miền cầm sát tụ dây tôi cất mà nẹ bà nơi thông đồng bọn nông bà ở con trơn chẳng tận đó chả nhóm thọt vì cảm phép chạy nói ở bóng phôn mở tiền bà là cái nhà đoàn thi phê thấy bà cái là những cái bình đất ấy cố bà năng ấy hay ở cầm bông tài thầy dễ không cầm bông tài chỗ tớ bình đất thầy bùa bà năng ấy tại toàn đăng sài phó thấy bóng ôn bà hà chìa bây bốn trăm khai bàn phần đất tới cái đăng ở sài phó bà này mày ok lời tớ coi lên thằng khăn và khăn là nền cái đáy tịch bà này ok từng coi trong trăm lời bà cặp bóng coi trong trăm bà này mày nhưng mà phần đất cứ đăng bay ở sở bật tập hiệp và đôi chìa sở bật hiệp và bỏ thừa đủ đăng bất tay bà hay bất chế sở bài chất mềm tên thay mốt trong bàn mà phần đất mà đong hỏi cứ thắc khơi tham miên có bà nè ngay à lời cục mà lòng bị khé nhưng mà dương anh miên là tập tiếp mà khé nhưng mà bình định mà đong cả bà này bông bồn bà mà khé mà bình định mà đong tới cứ lõ bà cứ miêu mơ bị sốc cấp tiếp là bà chờ đủ nè ngay bông bồn ok bà à lời tranh bị bà Eco hỏi bông mai bông bồn Eco kể tha cô nó không buồn nó trôn nó không sợ bồn này đời xa nhom khai chỗ ấy nhom miền côn pi đòn ấy lực muốn pi xa ấy côn lập lòng bú á ta lực đi ở đây còn tha cái áo nòm luôn cầm sợi phơi thun thun à là côn nó không sợ bồn nó còn tha vì nơi tôi bên mờ toàn đằng dày phò tỏ bốn khai bạn mở đằng hay bẹt đồ ấy miên thòm đá ấy bông phồn bẹt đồ ấy cho bạn bẹt đồ ấy miên thòm đá đây gì nè ngoài bông phồn cái áo thân nam mà lẹp thân nam á anh đang cái hang thân nam ở trên núi mà đai đằng cồn lẹp tới cầm áo dương thưa tục hiện chẳng hiện ấy chẳng á chà về lòng như nào đây cứ xưa thôi mẹ lòng như nào đây biết là tha sợ bài chật vậy này do mối tiệt ở cả lầu ban con sợi vụ ấy con sợ tập khó phi vậy do mối tiệt tới cả lầu ban sợi tới chụp giò xin chào Peter, các bạn chạy mà nói nhôm thọt vì cảm phiền bởi bụng mày bụng phồn mờ tiền lìa nên sự cảm phiền của bụng ta sẽ phê lục dây lại còn ở sông lực đây sông Peter khổ xa nhôm quạt để chạy mà nói kê ngày muốn á vì cảm phiền bụng phồn nẹp phum lại còn cặp bụng ta mờ
dây con vâng đã sắp hia dây ai dụng cao sắp chân em mà đặt con ra cái lấy lục dây thon nè nếu sẽ được bọn em phụng còn mà cho mơ lục dây còn phải bạc vây còn tại ai nhớ bông phổn chẳng có trình nội bông phổn tục nơi đường khổ xa nhóm còn do chạy chung lục dây thành đầu mình tập thấy đặc sắc yêu phèn cha có so bị chê rồi đi mi thầy kho hay nâng lôi mà chụp nổn tiền xong mà cha chân nối ban lư ấy xong từ tua cho bon mùi nì phong lời phương tình nóng phàng lời phàng ạ ấy tầm ăn xạ nóng phàng bóng chinh anh đã nóng phàng nhằm do nóng phàng phì ở lấy cho nóng phàng phì dạ nóng phàng nấm phăng bạch hạt, mì lụa bọc là hong bạch hạt, à ăn mùi, à, à, chị miệt su bông mai bông bông nọ kia và ngày nắng trai hong lý mò tinh nấm phăng nấm bạch hạt và chạm hộp mùi nhóm đồng ọc nha bằng đai bà lỡ nụm băng cho anh hào ý nà nụm băng lử chứ ngay nhé hả nụm băng mà nẹ mùi anh đi bỏ nhóm nè heo đá bóng phôn bài tiếp thật anh lỡ thứ ngày vậy tập anh bài còn chứ chân hộ nông băng sân lục phu hồng phô nè à bà hạt nè chị tam nắng à chấm mới chấm mới không chấm mới ập bà bè đập bền chân cái bông thưa tân à tại ông bông lại lời bông phồn lời hiện của bà sẽ tôi biết sẽ lúc ta đang có cha có nơi u đã chỉ già tại ấy nó bông phồn sẽ tôi cô ta chọn đa chỉ ca đi